Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review bao smarter đầu tiên ở trong video này. Mời các bạn đi khám phá tựa game này trước tiên cùng mình nha. Player 1, choose. Headshot. Headshot. Bullseye. Headshot. Finish him. Headshot. Brutality. Player one, choose. Look at this. Headshot. Bullseye. Shot. Finish him. Đã ném mà phải chuẩn xác. Headshot. Fatality. Epic win. Player one, choose. Sus. Headshot. Bullseye. Gym. Headshot. Brutality. Win. Player one, choose. Bullseye. Wow, đau quá nhờ. Finish him. Headshot. Fatality. Epic win. Player one, choose. Bullseye.
Fatality. Win. Player one, choose. Lại là đối thủ vừa rồi. Ta có bị sự thù sao? Bullseye. Shot. Finish him. Go ahead. Fatality. Epic win. Mình sẽ review tụi game tiếp theo. Super Remy. Chiến thắng với khẩu súng này rồi. Ui. Ui, mày cấp độ 9 nữa khác. Đánh 28. Cực mạnh thật. Siêu máy rồi. Ready, go.
8 đều. Mình đã vượt lên 9-8. Chọn mình ngay cập. Wow, mình đã hoàn thành 18 này. Học đối thủ. Wow, gây sát thương ghê đấy. Còn anh em ơi, biết chơi. Và bây giờ thì mình sẽ review bomb stick. Để chơi đến quân bài hủy diệt này thôi. Ah!
Mình sẽ review tựa game tiếp theo Roller Ben 6. Ok. Focus man. Thank you.
xuống Huế. Ôi các bạn ơi, đồng đội như chạy qua rồi. It's an emergency. I need your car. Oh.
tên hoàn thành nhiệm vụ luôn. Bây giờ thì mình sẽ review những tựa game mà còn lại của video này nhé. Ok. Select Class sẽ là tựa game tiếp theo. Sẽ dành thời gian nâng cấp một chút. Max level luôn rồi. Điểm. Ui, vẫn không đủ 3.400. Oh my gosh. Này mà không đủ phá top nữa thì thôi đấy. Không đủ rồi. Mặc dù đã rất cố gắng. Quá buồn.
3.600 rồi. Có đủ không? Cuối cùng thì cũng giành chiến thắng sau sự kiên trì. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review tựa game tiếp theo. Xin mời các bạn hãy đến với một tựa game. Mình đố các bạn biết mình sẽ chơi tựa game gì nha. Tower qua. Thank you.
và bây giờ thì mình sẽ review tựa game cuối cùng trong video này nhé. Happy Stick Story. Boss. Vừa vào game gặp con boss luôn này. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe và comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.